Xin chào mọi người, nếu ai còn chưa đăng ký kênh hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh. Trong video chia sẻ ngày hôm nay chúng ta cùng đến với một cái sự kiện khá là ngon ăn nhé. Và cũng rất là đơn giản thôi, đến từ nền tảng của cái sàn Bitget. Thì cái sự kiện này ấy, thì nó là một cái sự kiện chia sẻ nhé. Rồi thì đây là sự kiện Bitget Innovation Zone. Mời bạn bè đăng ký và chia sẻ 55.000 cái token BGB và nhận ngay airdrop, và nhận airdrop trị giá là 100 đô. Thì ở đây cái điều kiện của nó rất là đơn giản thôi. Cái thời gian diễn ra sự kiện của nó thì nó sẽ bắt đầu từ 13 giờ, tức là 13 giờ ngày 13 tháng 2 từ ngày hôm qua đó. Và nó sẽ kết thúc vào 14 giờ 59 phút ngày 20 tháng 2 nhé, tức là sẽ chỉ có 7 ngày thôi. Rồi, và trước khi thì để tham gia vào cái sự kiện này thì mọi người sẽ bấm vào cái nút đăng ký ngay để cho mình nhé. Rồi sau đó thì mọi người sẽ bấm chọn vào tham gia ngay. Đấy, đấy là với những ai mà đã có cái tài khoản rồi nhé. Thế còn ai mà chưa có tài khoản ấy thì mọi người sẽ đăng ký tài khoản theo cái đường link mình để dưới phần mô tả, cũng như là mình có một cái video hướng dẫn cái cách đăng ký cũng như cái cách KYC đó. Rồi sau khi bấm thành công cái nút đăng ký này đó, thì ở đây ý, thì cái yêu cầu của sự kiện này, đầu tiên là sự kiện 1 là mời bạn bè và nhận 50 BGB. Thì trong thời gian diễn ra sự kiện, khi bạn mời bạn bè đăng ký tài khoản Bitget thông qua link mã giới thiệu và hoàn thành xác minh KYC, và bạn bè của bạn hoàn thành các nhiệm vụ dưới đây thì cả hai sẽ nhận được là 50 BGB. Đó thì với đó, đầu tiên ấy thì nhiệm vụ 1 là người mới sẽ phải nạp tối thiểu là 10 đô nhá, rất là đơn giản thôi, 10 đô thì ai có thẻ rồi đúng không? Và trong cái thời gian diễn ra sự kiện, tức là trong cái khoảng từ 13 cho đến ngày 20 ấy, thì mọi người sẽ phải để cái 10 đô này, tức là lớn hơn hoặc bằng cái 10 đô này ở trong cái tài khoản spot của mình nhé. Mọi người không được rút hoặc chuyển tiền đi đâu. Đó, thì và để nạp được cái 10 đô này vào thì nó sẽ có hai cách. Một là mọi người sẽ giao dịch P2P. Hai là mọi người sẽ nạp từ các sàn khác hoặc là các ví khác vào cái tài khoản của cái sàn Bitget này. Đó, thì nhiệm vụ 1 này rất là đơn giản thôi đúng không? Thế thì cái cơ hội để chia sẻ và nhận được 50 BGB thì nó cũng rất là đơn giản. Rồi đến cái nhiệm vụ thứ hai ấy, là hoàn thành giao dịch đầu tiên với các token thuộc Bitget Innovation với số tiền bất kỳ. Đó thì ở đây thì mọi người sẽ vào cái mục giao dịch ngay này. Thì mọi người sẽ chọn những cái cặp giao dịch. Đâu? Ở đây thì ta có thể là xem những cái cặp giao dịch của nó nhé. Mọi người sẽ bấm vào cái rồi thì ở đây là những cái cặp giao dịch hợp lệ nhé. Thì mọi người sẽ phải giao dịch một trong những cái cặp giao dịch ở đây đó, thì với một cái số lượng giao dịch tối thiểu thôi, nó không yêu cầu mọi người là phải giao dịch đạt khối lượng bao nhiêu đó, nên là cái này rất là ngon ăn nhé. Anh em cứ trade khoảng 10-20 đô là được. Rồi bây giờ quay trở lại để tiếp theo xem cái nhiệm vụ tiếp theo này. Ở cái sự kiện 2 này, người dùng mới có thể nhận thưởng 50 BGB, tức là 500 người dùng đầu tiên hoàn thành các nhiệm vụ dưới đây thì sẽ được nhận ngay 50 BGB nhé. Đấy, nếu mà mọi người lọt vào cái top 50 người này thì mọi người sẽ nhận thêm được 50 BGB. Nếu ai may mắn thì sẽ nhận được tổng là 100 BGB. Đó, đầu tiên là đăng ký này, ok này, xác minh này. Rồi, hoàn thành giao dịch đầu tiên với các token thuộc Innovation Zone với số tiền bất kỳ và nạp ít nhất 10 đô nhé. Đó, rất là đơn giản thôi. Thì trong cái nhiệm vụ 1 và nhiệm vụ 2 ấy, thì nếu may mắn thì chúng ta sẽ nằm ở trong top nhận được khoảng 100 cái BGB này. Và ở cái sự kiện 3 này, tham gia cộng đồng Bitget để nhận airdrop 10 đô.
tức là trong thời gian diễn ra sự kiện ấy thì mọi người sẽ chia sẻ cái sự kiện này lên cái trang mạng xã hội, và ở đây thì cái sàn Bitget nó sẽ chọn ngẫu nhiên là 10 người để tặng cái token, tặng các token thuộc Innovation Zone này trị giá 10 đô. Thì đó thì sẽ sau khi tham gia vào cộng đồng Bitget và đăng lại sự kiện thì mọi người sẽ bấm vào đây nhé, mọi người sẽ bấm vào cái chữ form này này để điền cái form đó, thì mọi người sẽ phải điền cái form này để đăng ký cái sự kiện 3 này, thì nó cũng rất là đơn giản thôi. Đó, thì ở đây thì mọi người chỉ việc điền đầu tiên là tên tài khoản Telegram này, tài khoản Bitget này, và điền cái link mà mọi người chia sẻ cái bài sự kiện này trên mạng, thế là xong, bấm gửi. Thế là ok. Thì đó, thì đây là một cái sự kiện tương đối ngon ăn đến từ nền tảng sàn Bitget nhé. Thì mọi người sau khi xem được cái video này thì hãy tranh thủ làm luôn cho mình nhé. Bởi vì để làm sao mình lọt được vào cái top 500 người nhận thêm được 50 BGB. Thì ở đây thì mình thử tính xem với cái giá BGB hiện tại. Thì ví dụ là bây giờ cái giá BGB nó đang là 0.3. Nếu mà mọi người nhận được 50 thì nó sẽ tương đương với 16 đô. Khá là ngon đúng không? Rồi, ok mọi người. Như vậy thì cái sự kiện này mình đã chia sẻ đến mọi người. Và mọi người nếu mà ai chưa có tài khoản, sau khi xem được video này hãy làm luôn cho mình nhé. Và mình xin kết thúc video tại đây. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi và hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.